Nhông, Kỳ Nhông là ông Cắt Ké, Cắt Ké ý mẹ Kỳ Nhông. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, Kỳ Đà là cha Cắt Ké, Cắt Ké ý mẹ Kỳ Nhông. Em thấy thịt nó dai. Vị của nó là gọi là nó ngọt mặn. Nó ngọt ngọt mặn mặn của gia vị. Cay 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 nồng của cái gia vị rất là ngon. Thấy không? Cái này mà mình ăn mà mình nhắm nhi chứ nhắm nhi là dịm xỉn luôn rồi. Nhắm nhi sao? Để nói hồi đã nhắm nhi vậy. Để anh lột cho, anh lột cho. Ngại hả? Được. Anh này sao mà tới đây? Ngại không ra? Không, em ngại lắm, em còn nhỏ. Không sao đâu. Sao có miếng da không vậy anh? Không có thịt. Thịt đó. Do nướng để lâu. Không, cái đó là da của cô chủ quán. Giấu rồi. Mà trời ơi, có da tay của anh hả? Lúc lộn. Không, đang lộn kem trộn. Nãy mà hôm qua anh đang biêu da. Xong rồi giờ nướng da, tróc da, ráng ăn đi vui vẻ. Đúng chưa? Vui vẻ. Ok. Cô chủ. Cô chủ ngon hơn. Theo lịch trình, lẽ ra chúng ta sẽ lên đây vào buổi chiều hoàng hôn. Vì cái thời tiết cho nên là chúng ta đã muộn một tí. Trời ơi. Mặc dù như vậy nhưng hành trình của chúng ta là hành trình vượt qua giới hạn, cho nên chúng tôi quyết định là vẫn đi đến màu trắng, bởi vì đây là điểm không thể bỏ qua. Wow, wow. Wow. Đẹp. Wow. Cảnh đẹp quá. Và có lẽ chúng ta là cái đoàn đầu tiên quay trên màu trắng vào cái giờ gần 7 giờ đêm như thế này. Tôi cần các bạn chia sẻ cảm xúc với bạn lúc này. Hồi nãy Nguyễn Huy nói tôi là hả anh Giang ơi, hỏi gì nếu mình lại cái sa mạc mà một cái đồ cát toàn là cát, những này xung quanh toàn là cát thì chắc mình cũng ớn nữa. Không, chỉ có chết thôi. Nhưng mà hôm nay em có anh em của em. Ừ, ai vậy? Nguyễn Bù Đá nói hai một đêm. Dạ, wow. Em biết ai vậy? Hồi mà chúng ta tập trung ở đây mà hả buổi tối mà trên đồi cát như thế này. Đúng rồi. Lần đầu tiên mà em trải nghiệm cái mình cát không, thì khi mà em tới đây thì cát văng đầy mặt cũng như đầy mồm. Rồi. Có không? Hồi nãy xe của em đi sau xe Khánh Dân kêu anh ơi nẹt đi, em ghét cái thằng ở sau lắm. Trời ơi. Cát không, phong cảnh đẹp quá ha, hữu tình ghê. Không mà công nhận nha, mình mặc dù đến trễ nhưng mà cái tâm lý của mình vẫn háo hức ha. Đúng rồi. Vẫn thích nha. Vậy thì ngủ đây luôn. Bây giờ mình la lên 1, 2, 3 là mình lấy xe mình chạy xuống dưới luôn. Wow. Thôi đừng có điên khùng quá. Đời người chúng ta cũng phải có một lần lên đồi xuống núi như thế này. Wow. Đúng chưa? Dễ gì mà chúng ta được là đi như thế này. Đúng. Rồi với hai bạn khách mời dễ thương như thế này. Wow. Dễ gì mà tới cái màu trắng mà tắm tối như vậy. Dễ gì mà được cát bao nhiêu mặt, bao nhiêu hổng như vậy. Wow. À giờ thích cát cái mặt hả? Thôi đấy. Chỉ có trong chương trình chúng ta đang đứng đó là Kiwi Beach Resort. Wow, anh em mà đã. Gần đây thì có một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng, đó là mũi kê gà. Wow. Hay quá, hay ho. Tại sao là mũi kê mà còn gà nữa chị? Là mũi kê ta hiểu là mũi gà rồi, hoặc là mũi gà. Tại sao dịch là mũi kê? Tại sao là mũi kê gà? Mời chị giải thích ạ. Rồi cái đó thì sáng ngày mai chúng ta có qua mũi kê gà. Bây giờ thì khán giả chưa nhìn thấy được cái đó. Lúc đó chị sẽ search Google. Trời ơi. Mày dí chị vô vậy? Dí má tôi quá. Dí nhưng mà thà chị nói ê à thôi. Không má tôi. Ôi. Khách mời nói không? Em thấy sao? Em nói sao? Mùa này sao? Thì em thấy xong mấy anh ấy dí quá, dí chị thâm đi đi quá vậy. Trời ơi, đây đợt cuối của chị thâm rồi. Tụi em chưa thấy những lúc mình coi ro trong giá lạnh sao? Trời ơi. À, bà thắm ngồi cho coi camera. À. Trời ơi. Cái coi camera cái hỏi biên tập hả? Hiếu Thứ Hai với Kim Quyên ngủ ngon không? Nhớ đắp mền cho hai đứa nha. Không hề có luôn á. Còn Lê Vũ Lâm ngủ ngon không? Nhớ đắp chiếu cho nó nha. Trong cái bữa mà anh ngủ nha trà như Hiếu á, bà trước báo Giang ngủ không được, Hiếu ngáy quá. Ôi kệ nó. Trời ơi. Ngáy ngáy là chuyện thường xuyên mà. Đúng rồi. Chứ coi là rồi coi Giang còn thở không? Trời ơi, ghê lắm nha anh ơi.
Thôi được rồi các bạn, bớt đơm đặt đi. Bớt đơm đặt dựng chuyện đi. Xuyên tạc vậy rồi. Cái sự dựng chuyện của bạn đã vượt quá giới hạn rồi. Đừng nhớ để cho tôi nói nhiều lời ơi chị. Giới hạn của tôi phải quá giới hạn. Cái chị làm lùi lại. Đúng rồi, ta lùi lại ngoài chị ơi. Đó, tôi vượt giới hạn lên đây. Lằn ranh đỏ. Vượt giới hạn là em phải vượt lên cho chị quay chứ. Chị phải lùi vượt luôn giới hạn của chị chứ. Rồi nói về cái việc mà vượt qua giới hạn ha. Thì chúng ta có hai loại giới hạn thường gặp đúng không ạ? Là giới hạn vô hình và giới hạn hữu hình. Là cái gì nữa gì? Vô hình, hữu hình. Thấy vậy nói, thấy. Thà giới hạn thấy hay không thấy. Vô hình rồi hữu hình, đúng toàn hình luôn đó. Phụ. Ngôn ngữ gì nào nó bao la lắm. Đúng. Bây giờ mình chưa biết, coi như là mình học thôi. Vô hình và hữu hình. Hôm nay các bạn sẽ chơi cái trò chơi nó có một cái sự giới hạn hữu hình rất là rõ ràng, tức là các bạn thấy được. À, là chị mới nói vậy chứ em không biết hữu vậy vô. Rồi xin mời nhìn ra đằng sau. Wow. Thấy được. Ê, cái này chú hỗ trợ quá làm bột. Mấy con gì con bò con đó gì đúng không? Đập con dúi. Đập con dúi. Đập con dúi hả? Là trò mày đầu vậy đúng không? Đúng rồi. Chị ơi em có ý kiến như thế này. Ý kiến gì? Tại là em muốn lên đó em diễn nhưng mà thật sự em bị mệt trong người, chỉ thể cho tự nhiên đoạn này bị mệt ngang gì. Đúng rồi, đèn vô em mệt ngang thì chỉ có thể cho Khánh Vân lên thế em xíu để em nghỉ ngơi. Cái này là tùy đội các bạn sắp xếp thôi, nhưng mà các bạn lưu ý là mỗi một đội chỉ có 15 phút tất cả. Ok, 15 phút. Tính luôn chuyện đổi. À, tính luôn chuyện đổi, ví dụ là đổi bài này. Đúng rồi, các bạn đổi là tính vô cái thời lượng của các bạn. Bây giờ hết phút rồi đó. À, kìa chưa mà anh ơi. Vâng, lên em. Ok. Ok, đuối quá thì kêu cứu tôi, cứu tôi. Ok. Rồi lên sẽ phụ em. Nhưng mà lát nữa là lỡ như Vân đuối quá, cái anh em mình bị đập đoàn sức đâu đi lại. Được. Em đập nhẹ mà anh nghĩ gì cho mạnh. Ờ, cái mặt này bằng gian xảo nè. Tình nhớ anh em. Con chim, con chim, con chim, con chim. Dù là ngày mưa, ngày mưa, nắng ngồi hay mưa dòng, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Nhưng cái máy. Đây là trò chơi tôi thơ ai cũng đã từng chơi. Đúng vậy. Ai đã chưa chơi xin hỏi. Có biết cái gì đâu mà chơi. Quăng dép. Tự nhiên xếp dép. Đúng rồi. Trời ơi. Đây có luật chơi là đứng sau cái vạch mức. Rồi sao. Và ta cầm dép của mình. Và chúng ta thảy về cái mức này. Wow. Đây ví dụ vậy. Đó. Chiếc dép nào. Quăng đi, quăng đi. Trời ơi. Chiếc dép nào chạm mức hoặc qua mức. Loại. Chạm mức loại luôn. Chiếc dép nào gần mức nhất. Giải nhất. Đây gần mức nhất. Qua cái này là những tính là cái mức. Sao rồi. Cái này chạm mức rồi. Được, được, được mẹ. Được. Chạm mức loại. Trời ơi, trời không cái này. Được hiểu mà. Hiểu chưa? Chạm rồi. Chạm là loại. Chạm và qua là loại. Gần mức nhất là giải nhất. Mẹ qua mức con này mẹ. Thôi. Bài vô bài. Đi đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Ê, ê, ê. Bài á. Thôi đập mức, đập mức. Đập mức là loại nha, loại nha, loại bài. Ghê quá. Ai à, cánh bay luôn. Rồi đúng rồi. Vừa mới cầm cái dép xong rồi liếm cái tay. Khôn ghê không? Leo 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 ơi. Leo ơi. Giăng rồi. Giăng nón, giăng nón. Giăng nón rồi, không lẽ thua luôn cái quy. Trời ơi, giăng dơ 16. Giăng nón. Giăng dơ. Chết rồi, cái tội cầm dép không? Liếm tay. Mà liếm tay, tay thối. Ladies and gentlemen, yes, this is Nhung. Wow, Nhung, it's like a con of two dưới cát. Wow. Không, thiệt câu này nó sạch lắm á. Tại vì câu này nó ở dưới cát không à. Vậy dùng biển cát mới có. Đây cũng có nè. Khánh Hòa, Quảng Ngãi là cũng có. Nó chỉ ở dưới cát thôi. Phước Thịnh của em cũng có. Đúng rồi, hồi xưa là người ta đi câu mấy con thiên nhiên là bằng cái lưỡi câu á. Yeah. Người ta câu thì giật lên, giật ở mấy cái hang để giật á. À, vậy trong khi anh kể câu chuyện thì em xin mạng phép. Đúng vậy, còn bây giờ là người ta nuôi hết rồi. À, ủa vậy hả? Tại vì cái hàng mà hàng thiên nhiên nó cũng ít rồi.
không phải là nào có nữa. Ở đây ta nuôi để người ta làm thực phẩm đó. Cái này là nướng bướm á. Hiếu, Hiếu ăn miếng Hiếu, Hiếu thử cho biết. Dạ, nhìn cũng thú vị. Hồi xưa á, lúc anh nhớ lúc anh còn nhỏ là anh ở ngoài Quảng Nam là ba anh hay mua con này về biết là anh gì không? Có nhiều bữa ăn chúng lưỡi câu. À, đi, hồi trước là người ta câu về tao bán. Dạ. Chúng lưỡi câu đúng không? Thiệt mà. Rồi, đi. Dạ rồi. À, mạnh dạn lên. Đây đặc sản quán em á. Trời ơi. Cái này là hiếm đó, dặn mới có chứ bà đừng không, này có. Bán nhiều mà. Nhông nhà, nhông nhà. Đúng, vậy à. Đúng rồi. Bây giờ mình ăn nhông vậy mình hát bài nào có tới nhông đi. Nhông 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 ra là con ngựa. Để cho em cỡ ngựa nhông ơi. Nhông 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 ngựa em mệt quá ha. Dạ có một tập em đeo cái con ngay đây anh chị nhớ không? Đúng rồi, thì cộng đồng mạng hỏi quá là nhiều. Thế nên là em đã nhập về quán em bán. Cái gì? Rồi. Đó là những con kỳ đà đúng không? Dạ con kỳ đà. Kỳ đà là cha kỳ nhông là ông cắt ké ý mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ nhông là ông kỳ đà là cha cắt ké ý mẹ kỳ nhông. Đó đúng rồi, đây là con ha. Trời ơi, không sao đâu, vui vẻ. Ông cho Hiếu chứ đi, mình phải nhường cho Hiếu trước. Hiếu là địa thấy nãy giờ rồi. Nè cái đuôi theo dài nha. Còn ngày cùng gì không dám ăn đi anh ơi. Rồi ngừng con vui vẻ hoạt bát lên nào. Anh Lâm hướng dẫn cách ăn con này đi anh. Đầu tiên xé ăn như thịt gà đó, thấy không? Biết chơi violon không? Không có gì chơi thì càng sức saffron không? Biết tức mía không? Đúng rồi, biết tức mía không? Này như tức mía nha anh chị ơi. Biết mía vậy đó. Đúng là mồi ngon. Không, tại vì mọi người biết sao không? Tại vì không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận món ăn vùng miền được. Bởi vì những món vùng miền á, đôi khi với người địa phương nó là một đặc sản, nhưng mà đối với người lạ nó là một điều gì đó họ cũng e dè. Ừ. Cho nên là có thể các bạn đi ra ngoài Tây Bắc, các bạn dám ăn bìa không? Dạ, dám. Đúng không? Nhưng mà đối với người dân Tây Bắc, bìa là đặc sản, là một điều quý hiếm. Cho nên là cái việc mà các bạn không phải người địa phương mà các bạn ngại là chuyện bình thường thôi. Dạ. Còn Lâm không ngại thì Lâm cứ ăn thôi. Dạ đúng rồi, em quán đi mà, bán còn buôn bán mà. Em tức mía đâu. Nó dài lắm á. Em thấy thịt nó dai. Vị của nó là gọi là nó ngọt mặn. Nó ngọt ngọt mặn mặn của gia vị cay cay. Cay 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 nồng của cái gia vị rất là ngon. Thấy không? Cái này mà mình ăn mà mình nhắm nhi là gì em xỉn luôn rồi. Nhắm nhi. Trời đất ơi, anh chị biết không? Tại vì khách tới quán em á. Ờ đúng rồi, về mới nói nè. Khách mà tới quán em nói á là hả, đặc sản Phan Thiết của quán em là có cái gì. Đúng rồi, là con nhông này nè. Trời ơi, mày nhắm nhí vô. Nhắm nhí sao? Để nói hồi đã nhắm nhí vậy. Để lột cho. Lột cho. It's a đùi. Left or right? Rồi rồi. Rồi. Wow. Wow, oh my god. Wow. One more for fun. Thử đi, thử miếng cho biết. Anh này còn ngại hả? Được. Anh này sao mà tới đây? Không ra. Không, em ngại lắm, em còn nhỏ. Không sao đâu. Sao có miếng da không vậy anh? Không có thịt. Thấy, thịt đó, thịt đó. Thịt, thịt đó. Đó. Do nướng để lâu. Ôi, cái đó là da của cô chủ quán. Giấu rồi. Mà. Trời ơi, miếng da tay của anh hả? Lúc lộn. Không, đang lộn kem trộn. Nãy mà hôm qua anh đang biêu da. Xong bây giờ nướng da tróc ra, ráng ăn đi vui vẻ. Đúng chưa? Vui vẻ. Ok. Ngon cô chủ. Cô chủ ngon không? Ngon.